Ghi nhận mới đây ở thời điểm tháng 1 năm 2024, tiến độ xây dựng sân vận động Bạc Liêu đã đạt khoảng 95%. Sân bóng 8.000 chỗ này nằm trong khu Liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Bạc Liêu, được bắt đầu xây dựng vào tháng 11 năm 2021 trên khu đất rộng 4,4 hectare tại phường 2 thành phố Bạc Liêu. Sân vận động Bạc Liêu với sân bóng đá kích thước 100m x 64m và đường chạy điền kinh tiêu chuẩn. Sân có 2 khán đài, có một phần mái che để phục vụ đăng cai tổ chức các giải thể thao trong và ngoài tỉnh. Sân còn có hệ thống đèn cao áp chiếu sáng để phục vụ thi đấu ban đêm, thiết bị bảng điện tử ngoài trời, kích thước 6m x 12m, đạt chuẩn thi đấu cấp quốc gia. Theo tiến độ, nhiều khả năng tới tháng 9 năm 2024 có thể bàn giao công trình để đưa vào sử dụng.